sau khi dính vào lùm xùm mượn ảnh của người khác, dường như giờ hai đại gia Minh Nhựa đã chuyển hướng sang một cách sống ảo mới là đăng clip lên TikTok. Nếu như cách đây vài ngày, Mina Phạm vừa khiến ai nấy ngỡ ngàng với clip tóc ngắn của Te thì mới đây, dân mạng lại tiếp tục phải phì cười bằng một đoạn video mới. Đặc biệt, lần này còn có sự tham gia diễn xuất của ông chồng đại gia. Trong đoạn clip, Minh Nhựa mặc một bộ vest bảnh bao đứng tựa khá điếc vào một trong những chiếc siêu xe của mình. Còn Mina Phạm diện chiếc áo quy màu trắng, quần đét dân da bó sát cùng đôi bút cũng màu trắng nốt. Theo kịch bản, bà mẹ hai con bước đến, đặt một chân lên cốp xe và ghé sát vào người chồng đầy gợi cảm. Nhưng đừng vội nghĩ có chuyện gì mờ ám nhé, chỉ là Mina đang muốn lấy chai nước đặt bên cạnh đó mà thôi. Và lúc rời đi thì không quên liếc mắt đưa tình một cái với chồng mình. Tuy nhiên, điều hài hước trong đoạn clip là đang đi dở chừng, vợ đại gia bỗng khựng lại lấy đà vì chiếc xe hơi cao so với tầm đặt chân của Mina Phạm. Sau khi được chia sẻ lại trong một nhóm kín trên, đoạn clip của vợ chồng Minh Nhựa đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người đã không nhịn được cười trước dáng đi sai sai của Mina Phạm. Bà chị này có tinh thần giải trí đỉnh cao quá. Nhìn buồn cười quá. Cựng lại một cái rồi mới bước tiếp. Tôi thấy hài hước mà mọi người. Bước đến gần cái cựng lại vài giây canh khoảng cách để chạm được vào xe. Xe mấy lần vẫn không nhịn được cười. Bên cạnh đó, cũng có người dành lời khen ngợi cho sự chiều vợ của Minh Nhựa. Thế này mới thấy Minh Nhựa chiều vợ nhỉ. Tính ra chú Minh chiều thế còn gì. Đến giờ vẫn không hiểu Mina có bí quyết gì mà Minh Nhựa lại say đắm đến vậy. Hiện tại, đoạn clip sống ảo của vợ chồng đại gia Minh Nhựa vẫn đang khiến dân mạng